Dạ, tại con mê một anh trong hài đó, thế là con theo hài luôn. Ồ, mê anh nào vậy? Who that boy? Tôi muốn biết người đàn ông đó nha. Bí mật ạ. Anh Đức phải không? Không phải. Rõ ràng là anh Đức. Nói lộ hết luôn rồi. Chị có anh Đức có một sức hấp dẫn kinh khủng khiếp như vậy. Gọi đó, gọi liền. Gọi liền, gọi liền, gọi liền, gọi luôn. Đây rồi, gọi cho anh Hiếu. Con, hiện tại là con đang có một cái lợi thế duy nhất. Đó là xinh đẹp, là về ngoại hình. Thứ hai là mối quan hệ. Con hiểu chưa? Tại vì sao con đã thân với anh Đức, mà anh Đức là gì? Bạn thân với Thành, làm nghề rất là nhiều năm. Đức chỉ cần nói Thành, đây, 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 100 triệu cho Thành là có liền. Vậy. Alo, Đức hả? Tao đang gọi đến cho mày từ chương trình Thách Thức Danh Hài. Giọng nói của mày đang lên sóng truyền hình đây. Mày đang làm gì đó? Mình đang đi quay phim. Sao tao nghe vang quá vậy? Ở trong toilet quá vậy? Đang nằm ở trong phòng make up thay đồ đợi chờ. Cái mặt mày make up làm chi cho mày tốn phấn người ta? Được rồi, nghe. Lên là phải ăn đèn để ăn hình chứ. Đức ơi, tao nói mày nghe nè Đức. Sao? Đang quay một cái chương trình thách thức danh hài. Có một cô bé thí sinh 18 tuổi, đẹp như chi bu. Mà con bé nói thích mày mới chết. Đức ơi, tao chết rồi Đức ơi. Em bé nó... Đương nhiên mà, đương nhiên có rất là nhiều người đẹp thích tôi chứ đâu phải là... Trời ơi. Ủa sao vậy? Cái chuyện đó là một chuyện hết sức bình thường. Khán giả vỗ tay mày quá rồi Đức. Bây giờ tao nói, bây giờ tao nói nè, cô bé này nói là cái lý do tao hỏi tại sao đẹp như vậy mà mê hài, nó nói là vì yêu mến, yêu thương một anh trong hài mà phải theo hài luôn, cãi cha cãi mẹ để theo. Khi ngày hôm nay vượt đường lội suối mà khỏi ai ra, anh Đức cười bẽn lẽn gật đầu chết mày chưa. Giờ làm sao? Bây giờ có chịu không? Hả? Bây giờ có chịu? Thấy dạo này mày tham gia chương trình hẹn hò gì mà tao từ chối mày quá trời đó. Bây giờ có chịu nhỏ này không? Ủa nó nghe nè, sao bây giờ có chương trình là hẹn hò kết nối qua tổng đài điện thoại luôn hả? Ủa đây là tổng đài kết nối yêu thương hay gì vậy? Không phải, thách thức danh hài. Nhưng mà bây giờ con bé nó thương anh Đức quá. Bây giờ hỏi là có thể nào gặp anh Đức một lần trong đời được không? Anh Đức dẫn em bé đi ăn cái gì đó. Trời ơi, bây giờ chương trình hẹn hò luôn hả? Thách thức danh hài là có bonus thêm chứ một hẹn hò hả? Trời, chương trình có tiền lắm. Đại đài thọ mày đi ăn, mà chỉ là đi ăn thôi. Một món quà tại tinh thần cho em gái thôi đó, chịu không? Trời ơi, tôi cảm giác tôi đang bị gài vậy trời. Mày không bị gài, mày đang bị dụ vậy thôi. Trời ơi trời, lỡ mày muốn bé được bao nhiêu, được vòng mấy bao nhiêu tiền? Bây giờ nè, chương trình là hài thiệt luôn đó. Cái cuộc hẹn này là làm xong tới là hài luôn đó. Bây giờ Đức nè, không còn biết là mối quan hệ này sẽ đi tới đâu, nhưng hãy nói một lời nào đó chúc em bé trước khi nó thi nè. Nói thật to đi nè. Là bây giờ bé nó thi chưa? Nó chưa thi đó, là nhờ mày động viên đó. Nhiều khi mày động viên xong nó rớt vòng một đó. Nói cho cẩn thận nè, nói cho tình tứ lên cho em bé nó có niềm tin anh Đức nè. Em ơi, nãy giờ là... Em trả lời anh Đức nè, 2, 3. Alo. Em ơi, nãy giờ là biết mọi người cũng cười vì em nhiều chưa? Nếu mà đã cười rồi thì hy vọng là vô quá thi đó. Cười mạnh mẽ hơn được á. Mọi người sẽ cười rập rộ hơn. Sao mạnh mẽ mà mày không mạnh mẽ vậy đó? Em có thể kiếm tiền rồi sau đó rồi muốn hẹn hò gì thì hẹn sao nghe. Ok, cảm ơn anh Đức nha. Ok, quay tốt nha. Thank you. Thấy chưa? Em ngại lắm. Nói gì nữa? Không có gì phải ngại em ạ. Tình yêu là phải nắm bắt, nó không tự chạy tới đâu. Em thấy anh Đức không? Anh nói với em như vậy thôi chứ anh biết là anh có thiện cảm rồi đó. Thi đi, thi rớt rồi về lẹ đi ăn với anh Đức nè. Bây giờ mình diễn một mình hả? Diễn dạ. Với ai con? Đi. Cho con xuống được không? Thiệt hay giỡn? Chào Thảo. Trời đất ơi. Hùng nhỏ cái coi. Sao khóc? Thôi bỏ đi con trai, giờ sao dễ dãi quá vậy? Không, hỏi chuyện thôi, tại sao khóc? Đi thi vô ra đây rồi khóc gì? Không. Hả? Cái thế lực của hai người. Sợ ai? Quay lên kìa, nhìn ông địa cái. Ông địa đó.
một đĩa luôn, ghê thiệt. Chắc đèn ở mỗi một mùa là em nhiều hơn xưa. Rồi, sẵn sàng. 60 giây, bắt đầu. Tạ ơn thần linh, có người cúng rồi. Cái gì vậy bà? Thần ơi, con lùn quá, thần giới tay thần lấy giùm con đi. Nhớ lấy giùm nhỏ vậy đó. Đâu rồi? Trời ơi! Trời ơi, thần linh quá. Ai quá. Rồi. Chúc mừng bạn. Chứ này đã cười, hãy giơ cúng trái cây là được cười liền. Rồi, 2 triệu, về trái cây 2 triệu. Rồi, lát nhớ trả lại em mượn ta. Nhỏ này nó có duyên, từ nãy giờ nó cứ trả treo vậy đó. Thi mà cứ trả treo vậy là vui rồi nè. Mà có cái gì nữa không vậy hay là vậy thôi? Dạ còn, nhưng mà sợ. Còn thì làm, cứ nãy giờ là đang có duyên đó, mọi người đang thiện cảm em đó, cứ trả treo vậy là duyên rồi đó. Vậy bạn quyết định thi tiếp hay ngừng lại? Thi tiếp. Bạn thi tiếp. Tạ ơn thần linh, có người cúng rồi. Cái gì vậy bà? Thần ơi, con lùn quá, thần giới tay thần lấy giùm con đi. Giới lấy giùm nhỏ vậy đó. Đâu rồi? Trời ơi! Trời ơi, thần linh quá. Ai quá. Rồi. Quả nè, để kệ chó nghe. Ôi cháu ơi, hôm bữa tài cái chỗ ní, cũng tài cái chỗ ní. Ôi cháu ơi, nó sập. Tài cái chỗ ní này, tôi gặp hai đứa hẳn. Ôi cháu ơi, thằng T hẳn bảo con T, em phải bỏ nó cho anh. Rồi, rồi. Lúc thì nở, lúc thì rửa. Bây chứ anh bằng thơ mang trà ký bình trà kìa. Dạ. Mang kìa. Cho này thằng phù hộ không được. Thằng có lỗi quá. Rồi, nói tiếp đi. Thôi, thô sơ lắm.